Một người bình thường làm sao để có thể trở nên thu hút và xinh đẹp như một hot girl? Kim sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách hoàn toàn miễn phí nhưng sẽ giúp cho bạn trở nên thu hút hơn nha. Các bạn thử nghĩ xem, có phải là xung quanh mình có rất là nhiều người nhìn thì không được xinh đẹp lắm nhưng mà lại rất là thu hút, đặc biệt là càng nhìn lại càng thấy họ có duyên? Vậy thì hãy xem hết clip này của mình để biết bí kíp là gì nha. Thứ nhất, đó là phải tập cười. Mình nên tập cười theo cách cười của tiếp viên hàng không. Nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là những cô gái hay cười và có một nụ cười đẹp thì thường rất là thu hút người khác. Như vậy thì khi mà người ta nhìn vào nụ cười đó, họ sẽ bị thôi miên, bị mù quáng và quên đi những cái khuyết điểm khác ở trên khuôn mặt. Vậy thì phải làm sao đây? Các bạn hãy dùng một cây bông tăm hoặc là một cây cọ, một cây bút gì cũng được. Sau đó các bạn sẽ ngậm vào môi như thế này. Và đặc biệt là mình sẽ không để hai bên khóe môi chạm vào cái cây này. Nhớ là mình cũng không được nhíu mày, không được trợn tròn mắt. Sau đó mình sẽ phát ra âm thanh y. Làm như vậy 3 lần mỗi lần 15 giây. Một người bình thường làm sao để có thể trở nên thu hút và xinh đẹp như một hot girl? Phần 2. Thứ hai đó là luyện tập bọng mắt. Các bạn có biết cái gương mặt tựa như thiếu nữ có nghĩa là sao không? Chính là cái kiểu khi cười lên có một cái bọng mắt cong cong như thế này. Bọng mắt có thể giúp cho mắt trông to hơn và long lanh hơn. Cộng thêm với một nụ cười đẹp nữa thì chắc chắn người khác sẽ bị bạn thu hút. Các bạn nhìn mình nha, hiện giờ thì mình đang không có bọng mắt nè. Các bạn có thể luyện tập như thế này, mình sẽ để hai ngón tay ở hai bên khóe mắt. Sau đó từ từ nhẹ nhẹ nheo mắt lại, mình cứ làm như vậy 10 lần. Sau đó mình mở ra thì sẽ thấy có một cái bọng mắt nhỏ nhỏ xinh xinh. Thứ ba là nói chuyện. Các bạn có cảm thấy là những người con gái xinh đẹp thường nói chuyện rất là chậm rãi hay không? Họ sẽ khiến cho người khác phải chậm chậm, chăm chú lắng nghe những gì họ nói. Sau đó họ mới từ từ nâng giọng lên. Ví dụ như bình thường các bạn nói chuyện thì sẽ như thế này đúng không? Cảm giác rất là lười nhé. Vậy nếu như nói chuyện như thế này thì sao? Nghe tràn đầy sức sống và âm thanh cũng sẽ thu hút hơn rất là nhiều, đúng không? Đó chính là những bí quyết để giúp cho bạn trở nên thu hút hơn. Vậy thì bạn đã làm được chưa? Có rất nhiều người nổi tiếng khi còn nhỏ thì như một con vịt con xấu xí, nhưng mà lớn lên rồi thì đẹp như một mỹ nhân. Cho nên những bạn nào từ 12 tuổi trở lên thì hãy nhớ xem hết clip này và tập cho mình những thói quen sau đây. Đầu tiên là quản lý việc ăn uống, phải tuân theo cái bảng này. Thứ hai, mỗi ngày sau khi ăn xong đừng cứ suốt ngày vừa nằm vừa ngồi trường ra, mà hãy tập cho mình những thói quen sau. Thứ ba, tập cho mình có một thói quen trang điểm. Thứ tư, phải chăm sóc da thật tốt. Nhất dáng nhì da, với làn da đẹp thì nhan sắc của bạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, nếu như mà nhan sắc có hạn thì khí chất phải hơn người. Các bạn hãy luyện tập khí chất theo cái bảng này nhé. Chỉ cần kiên trì những thói quen này sẽ giúp cho bạn trở nên ngày càng xinh đẹp, ngày càng khí chất. Cố lên! Tập xong 3 động tác này, bạn sẽ cao lên 5cm. Mình là mình không tin là đó, mấy bạn có tin không? Đây là một số tập kỹ rất nổi tiếng ở bên Nhật, bảo là những động tác này sẽ kéo dài thân người, giúp cho mình kéo dài cái khe hở giữa các khớp xương. Từ đó mình sẽ cao lên được từ 2-5cm. Và MC trong chương trình ngày hôm đó đã làm thử 3 động tác này, sau đó đo lại thì đúng là cao hơn 1cm thiệt. Hôm nay tụi mình cùng thử xem là có cao hơn không nha. Đầu tiên thì mình sẽ đo chiều cao của mình trước ha. Ok, ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi tập 3 động tác đó để xem là tí nữa mình đo lại coi có cao hơn không nha. Động tác 1, đặt hai tay lên tường, chân rộng bằng vai. Khi thở ra thì ép lưng xuống, khi hít vào thì lại giãn ra. Làm 3 lần, mỗi lần 10 cái. Động tác thứ hai, chuẩn bị một cái gối nhỏ, một chân quỳ gối dựa tường, một chân cong gối để ra phía trước. Giơ cánh tay bên phía chân quỳ gối lên, tay còn lại đặt trước bụng. Rồi đổi bên, mỗi bên giữ 3 phút. Động tác thứ ba, tìm một chiếc ghế, một chân đặt lên ghế, hai tay đặt lên tường, rồi đưa tay đến đầu mũi chân, giống như là chèo thuyền vậy đó. Mỗi bên giữ 3 phút. Đây là một động tác để giãn người. Thời khắc quan trọng nhất đã tới rồi, bây giờ mình sẽ đo lại xem nó cao hơn không nha. Nó cao hơn thiệt nè mọi người ơi. Nó nhưng mà nói chung là mình nghĩ là như đây thì không có đủ 1cm đâu. Nhưng mà cái này là cái lúc nãy mình vẽ nè. Còn cái này là mình mới vừa vẽ xong. Thì nó cao hơn được một xíu xíu thôi. Tuy là không được 1cm nhưng mà mình thấy cũng cao được xíu xíu đó. Nếu như mà các bạn không tin thì các bạn làm thử ở nhà đi. Xong rồi quay lại đây comment cho mình biết là các bạn có cao lên được